Chưa chắc các bạn đã biết, hôm nay 86% dân số thế giới sẽ phải trải qua đêm tối tăm nhất. Có lẽ đây là thời điểm đáng sợ nhất mà nhiều người phải rơi nước mắt. Trong lúc mà dân tình miền Bắc vẫn đang chiêu chiêu với cái lạnh của mùa đông, mấy đôi yêu nhau thì tha hồ sưởi ấm bằng những cái ôm, thì xin thông báo tới anh em để ai có kèo gì thì liệu mà về sớm. Theo các chuyên gia từ Mỹ, tối nay mùng 6 tháng 12 được đánh giá là đêm đen tối nhất trong năm. Sự việc này xảy ra do độ lệch của mặt trời sẽ vô tình bao phủ bóng đêm gần cực đại của Bắc Bán Cầu lên các khu vực đông dân cư nhất thế giới, bao gồm đa phần châu Á, châu Phi và châu Âu. Điều này tức là 85,92% dân số thế giới trải qua ban đêm một lúc vào 2 giờ 59 phút rạng sáng mùng 7 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Châu Âu và một phần châu Phi sẽ rơi vào tối ngày hôm nay, mùng 6 tháng 12 do xê dịch múi giờ. Nói dễ hiểu hơn thì hiện tượng này sẽ khiến buổi tối tối hơn bình thường, không chỉ một mà còn rất nhiều lần. Nên thời điểm này sẽ khiến các anh em yêu bóng vía phải chảy mồ hôi hột, rơi cả nước mắt vì nỗi sợ ma sẽ lũy tiến theo cấp số nhân. Còn về cơ bản, ai không sợ thì vẫn cứ là chả thấy làm sao, dù trời tối như thế nào.